À, xem form dáng và option nhiều hơn, vẫn đẹp hơn. Dạ rồi, em chào anh Hải Đăng nha. Cảm ơn anh đã quan tâm và để lại bình luận xe bên em. Thì hôm qua có lên một clip so sánh trong cùng phân khúc xe xe anh cỡ B là có Vios và Accent. Thì được khá là nhiều quý anh chị quan tâm và để lại bình luận khá là nhiều. Hầu hết thì quý anh chị chọn Accent là chính, bởi vì trang bị công nghệ an toàn nhiều hơn Vios và giá thành cực kỳ hợp lý luôn nha. Trước tiên quý anh chị có thể thấy được là ở Accent đặc biệt, xe được trang bị mâm 16 inch to nhất trong phân khúc luôn nha. Mâm 5 chấu đơn to bản, nhìn khá là thể thao, và 4 hình đĩa trước sau đảm bảo cho quý anh chị vận hành khá là an toàn. Đăng kiểm còn đến tháng 7 năm 2026, vô tư dùng cho quý anh chị luôn nha. Thì trước mắt quý anh chị đây là một con Hyundai Accent phiên bản 1.4 số tự động đặc biệt đời 2023, xe đăng ký lần đầu là tháng 7 năm 2023. Xe đi siêu lướt mới 8.000 km hơn xíu thôi nha quý anh chị. Chưa gô đai xong nữa. Thì nếu như quý anh chị chọn xe này á thì tiết kiệm đâu đó khoảng tầm 100 triệu so với xe mới. Thì con số khá là đáng kể trong tầm giá loanh quanh 4-500 triệu nha quý anh chị. Thì nếu như quý anh chị nào đăng ký chạy gáp dịch vụ kinh doanh rồi á, kiếm ra 100 triệu trong vòng 1 năm thì tương đối khá là khó khăn luôn, chứ không phải là dễ dàng nha. Ở Accent số tự động đặc biệt đời 2023, xe có giá niêm yết là 542 và phí lăn bánh tại tỉnh luôn, thì dao động đâu đó khoảng tầm 607. Giá hiện tại bên em đang chào bán cho quý chị là hơn 480, còn thương lượng còn bớt lọc cho quý chị nào thiện chí nha. Trừ hết tất cả các chương trình khuyến mãi thì tiết kiệm đâu đó so với xe mới khoảng tầm gần 100 triệu nha quý chị. Con số khá là đáng kể luôn. Ở Accent số tự động đặc biệt, xe được trang bị ghế da, ghế lái chỉnh cơ. Công nghệ an toàn trên xe thì bao gồm hệ thống hỗ trợ phanh ABS, EBD, PA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, khởi hành nhấn dốc và 6 túi khí an toàn ở phiên bản đặc biệt. Bảo trì bảo dưỡng thì full lực hãng luôn. Dòng mốc tiếp theo là 10.000 km, xe đã bảo dưỡng dòng mốc 5.800 km tại Hyundai Tây Ninh. Mua về thì quý anh chị đi hơn 1.000 km nữa thì mới bảo dưỡng dòng mốc tiếp theo là 10.000 km nha. Vô lăng bọc da trợ lực điện, tích hợp khá là nhiều phím bấm, có rear control ga tự động đầy đủ luôn. Ô tô chuẩn 8.172 km, xe đăng ký lần đầu là tháng 7 năm 2023, tính đến nay là tháng 11 năm 2023, sau 4 tháng sử dụng thì anh chủ trước đã lỗ đâu đó hơn 100 triệu, thì quý anh chị là người dùng sau này thì tiết kiệm con số khá là đáng kể nha. Xe trang bị màn hình giải trí to bản, tích hợp và tính năng cơ bản như kết nối Bluetooth, bản đồ, đề nổ startup, điều hòa tự động. Đặc biệt hơn hết chỉ có duy nhất Accent số tự động đặc biệt là xe được trang bị cửa sổ trời thôi nha. Còn lại các đối thủ trong cùng phân khúc thì xe không được trang bị. Tổng thể nội thất xe còn khá sạch sẽ, sáng mới tươm tắt. Máy móc nổ khá liệm, động cơ số nguyên zin, xe không đâm đụng, không tai nạn, không đi kích, hồ sơ pháp lý rõ ràng, cam kết bằng giấy tờ văn bản có một công ty rõ ràng chứ không phải nó bị xuông nha quý chị, nên là đảm bảo an toàn cho quý chị khi mua bán và trao đổi xe bên em. Rồi, nếu như quý chị quan tâm á, vui lòng liên hệ trong đất sớm nha. Xong hộp có ghi trên trang, comment ý kiến chia sẻ quan điểm của quý chị về con xe này, hoặc là cần tư vấn xe nào thì cứ nhấc máy lô trong đất sớm nha.